Ok, hôm nay chào mọi người quay trở lại với kênh Máy và Công nghệ ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn và quý anh chị em cách để download một cuốn bật bút hoặc là một cuốn manual, có nghĩa cuốn sách hướng dẫn sử dụng nhưng phiên bản của nó là phiên bản tiếng Anh. Thì hôm bữa có bạn mình hỏi là cái máy Shinray à. Thì bạn đã có đưa cho mình cái mã số của cái máy, thì cái cách mình vô Google mình download như thế nào. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn thấy. Bây giờ mình mở sẵn nè ha, mình mở sẵn luôn rồi mình vô mình phóng lên như các bạn thấy ha. Mọi người thấy rõ không? Như thế này ở trên Google nó sẽ chạy ra như vậy. Rồi bấm vô đây thì mình sẽ lấy ra được cái link này ha. Đó, mình vô đây mình bấm đây. Đó, mình sẽ lấy ra được cái link của cái tab kế bên. Rồi mình sẽ quay qua cái tab kế bên cho các bạn xem nha. Đó. Đây giờ cái này là maintain book ha. Cái dưới này 787 maintain book này. Mọi người thấy rõ không? Để mình đưa xa ra không to lên. Được chưa? Đó, mình sẽ click vô đây. Nó cho mình cái file PDF này, nó chỗ ngón tay mình chỉ nè. Thấy không? Mọi người thấy không? Nếu mình dí sát màn hình quá nó sẽ làm suy yếu luôn. Đó. Click chuột vô đây. Nó sẽ cho mình ra cái cuốn bật bút. Đúng chưa? Sẽ bao cái cuốn này về. Mình sẽ chọn ngay cái biểu tượng download về. Đó, biểu tượng này. Download về. Mình lưu nó lại vô trong cái cuốn Shinray đúng không? Giờ mình tạo thêm một cái folder là Shinray. Shinray. Win Machine. Rồi. Đau cũng bật bút này về. Rồi xong. Chưa, đau về. Rồi. Hồi nãy mình lưu ở đâu thì mình sẽ vô trong đó. Lấy chuột vô ở phía dưới này. Chọn cái chế độ là hiển thị trong thư mục ha. Nè, viết chuột vô đó. Rồi giờ mình sẽ mở nó lên. Đây, nó đây. Bây giờ mình muốn mua linh kiện của nó đúng không? Thì giờ mình phải làm cho đây. Giờ mình phải làm sao đây? Rồi mình chọn cái trang cuối cùng luôn, trang 120, tại mình mua cái bộ rau bạc của nó. Rồi trên đây nó sẽ hiển thị hết toàn bộ cái rau bạc của nó lên trên này. Đây chỗ nó chuột mình đang quét đây là rau bạc liếc này ha. Tất cả các mã linh kiện của mình đây nó tính theo cự ly, người ta gọi là gao bật. Rồi tại sao nó gọi là gao bật? Bởi vì khi mà mình coi cái mã của nó là cái mã máy này là cái mã máy Kansai,
cái kiểu nó copy lại hàng của thằng Kansai. Tức là mẫu thằng nó sản xuất riêng nhưng mà nó bắt nguồn đầu từ tiên là người ta gọi là cái máy Kansai. Thì cái máy nó nằm ở đây. Web đang lót. Thì mình mới download cái này về. Rồi tiếp theo á, trên này nó cho mình một cuốn nữa, Maintain Book. Cuốn này nè. Maintain Book, Maintain Book á. Đó. Mình bấm đây mình download về luôn. Đó. Cuốn này là cuốn hướng dẫn cài đặt và sử dụng. Đó, nó hướng dẫn hết trên này cho mình bằng tiếng Anh nha. Mình đang download bằng tiếng Anh tại vì không thể nào mà ngồi mà dịch hết nổi được tất cả các loại máy. Nên thành đó là tất cả các bạn hãy chịu khó đọc tiếng Anh, coi cái cách người ta chỉ, những cái hình vẽ người ta chỉ như thế này, người ta chỉ với mình cái cách làm như thế nào ha. Đó, người ta chỉ với mình, người ta hướng dẫn từng chi tiết một ở trên này, nó có hết. Thì mình chịu khó đào nó về luôn, mình cũng lưu vô đây luôn ha, Maintain Book. Giờ mình không thích thì mình đổi lại tiếng Việt, hằng hông mình để y như vậy luôn cũng được ha. Hay mình gọi là cuốn sách hướng dẫn sử dụng, thì thay vì bây giờ mình quen rồi thì mình để y như vậy luôn, lưu lại. Mình mở nó lên luôn. Rồi, giờ mình nói tới cái vấn đề về giao bằng trước ha. Thì trên này nó sẽ cho mình thấy tất cả các loại linh kiện mà mình đang cần lấy và cần mua. Đúng chưa? Mình đang lên, mình coi thử cái đuôi máy của mình nó nằm ở cự ly nào nè. Cái này là 356 thì nó quy định nó là 5.6 ly, 364 thì là 6 ly 4, 2.4 là 4 ly, 2.48 là 4 ly 8, 3.48 là 4 ly 8. Đó, nó quy định theo cái máy này, thấy không? Cái dãy phía bên trái này, chỗ con chuột mình quét này. Đó. Mình để ý nó thì mình sẽ biết tại sao người ta gạch chéo vậy. Có nghĩa rằng là nó xài giống nhau, tất cả các loại máy xài giống nhau. Khi nó không gạch chéo mà nó có thay đổi mã số, có nghĩa là nó xài khác nhau ha. Đó. Giống nhau là nó giống từ trên xuống dưới này luôn này. Từ trên này nó giống xuống dưới luôn. Đó. Khi mà nó gạch chéo vậy là giống nhau ấy ha. Thì cái răng cưa này xài giống nhau thì người ta để giống nhau ha. Mỗi lần khác thì nó có một mã số khác, chẳng hạn vậy, người ta thấy nó giống nhau hết, người ta gạch chéo luôn, có công người ta ghi lại nữa, được chưa? Khi cự ly thay đổi thì người ta có thay đổi mã số với mình này, phải không? Mình để ý những cái phần đó, đó chân vịt cũng vậy. Đó, bắt đầu này. Cái này bắt đầu nó để cho mình nó hình táo kim nè ha. Xong tới cái bộ mặt vuông mình để gắn vô nè, tới mặt nguyệt nè ha. Nó thay đổi theo từng loại khác nhau, theo đời máy khác nhau. Đó là cách mình download một cuốn mặt bút hay một cuốn manager của một loại máy về. Nhưng thường những máy Trung Quốc thì mình không dám chắc, mình sẽ không dám chắc một điều gì hết ha. Nếu như mà trong trường hợp mà các bạn đau vẫn không được á, thì khi cái bài này mình share lên trên Facebook, các bạn vui lòng inbox cho mình sẽ cố gắng mình tìm ra cho các bạn ha. Giống như hôm bữa cũng có bạn hỏi cái máy thùa khuy tròn NBA của Yuki, thì mình cũng có đau sẵn về đây luôn mình. Đó, rồi mình cũng có gửi cho bạn đó rồi đó. Không, mình cũng có gửi mail. Thì cái cách nó download như vậy, nên thành đó là mình phải cố gắng mình làm sao như là cách. Bây giờ không có thì về nhà cũng có thể download trên cái điện thoại iPhone, download cũng được, hệ smartphone là download gì hết được. Mình cài thêm cái chế độ đọc PDF vô là mình coi được đó. Nên thành đó là mình phải cố gắng. Ví dụ như bây giờ cách mình làm như thế này thì nó sẽ tương tự cho những loại máy khác nhau sau này. Bất kể một loại máy nào, máy Trung Quốc thì mình không dám chắc hoàn toàn, tại vì họ không có up lên trên web của họ chẳng hạn. Hoặc là những cái dòng copy của họ, đây mình nói thẳng là có copy
mình không có gì mình ngại hết, họ có copy thì mình đâu có copy, đơn giản như vậy thôi đó. Nên thành là có copy thì mình đâu có copy, thì giờ mình thấy họ copy thì mình đâu có, không có vấn đề gì mình phải ngại. Giống như mình đi mua hàng, nghề mua hàng copy thì mình đâu mua hàng copy, đúng không? Không có gì phải ngại, nên thành mình download về để mình đọc hướng dẫn. Bất kể một cái gì cũng vậy, nó có trên hệ thống của Google. Đối với những cái công ty ở trên cái thương hiệu, cái máy nó có sẵn. Đối với những cái hệ thống mà máy nó có sẵn như thế này, nó sẽ đưa lên cho mình, đưa lên web cho mình. Nó không ngần ngại, nó giấu mình đâu. Không bao giờ nó giấu. Nên nhớ rõ, những công ty lớn họ không bao giờ họ giấu. Tại vì họ phải đưa ra như vậy để cho khách hàng đọc được và lấy lại được tài liệu để mà về mà còn sửa máy. Giống như nhiều khi mình cần thì mình liên hệ, giống như bên hãng nó về nó gửi qua cho mình chẳng hạn cũng được. Đó, trong trường hợp mình đâu không có những cái mới quá nó chưa update kịp thì mình liên hệ hãng. Đó. Mình chọn sản phẩm thì mình sẽ thấy cái loại máy đó. Nên thành đó là cố gắng làm sao mình đau bằng một cách về. Tất cả các loại máy đều đau loss về giống nhau. Máy Santa, Yuki, Tajima, Yamato, Kansai, Dukop, hay bất kể máy gì đau về đều được hết. Với điều kiện là máy mới quá thì họ chưa up lên. Ví dụ như nó mới ra tháng 10 2019 chẳng hạn đi. Thôi mình ví dụ bây giờ nó mới ra tháng 5 năm 2019 thì nó chưa upload trên web của nó kịp. Thì khi máy nó về thì mình phải giữ lại cuốn mật bút đó và cái cuốn hướng dẫn sử dụng đó để sau này mình có cái mà mình dùng. Đó là mình chỉ cho nó cách download mật bút, có nghĩa là ở cuốn sách mình xem những cái dòng linh kiện, mật bút là dòng linh kiện ha. Thì giờ mình đây gọi là cái máy nó có linh kiện, nó có mã số hết. Mấy người nó không có mã số không đúng. Tất cả đều có mã số hết, không có cái nào không có mã số hết. Mình đọc về là tất cả đều có mã số hết đó các bạn thấy không? À, đúng cái máy này luôn này, đó à, mình đau về đâu có sai. Thì mình nghĩ rằng nếu mình làm được thì các bạn cũng làm được. Mình biết hiểu biết được kiến thức cái gì thì mình trao đổi với quý anh em kỹ thuật à, thật bạn. Cái cách mình lấy về là y như vậy. Mã số, tại sao mình có mã số vậy? Mình có mã số mình mua đồ nó dễ hơn, người ta tra cái mã linh kiện nó nhanh hơn, mình đi mua đồ nó cũng dễ dàng hơn. Ví dụ như cái mã 39 này nè, cái này cái răng cưa đúng không? Bây giờ mình xuống đây mình coi cái mã 39 cái răng cưa, nó đặt cho mình cái dấu sao nè. Không. Thì bây giờ cái dấu sao này á, là nó sẽ là nhiều cự ly khác nhau, nên thành nó để cho mình cái dấu sao. Mình bấm copy cái mã này, mình lên chỗ này mình tìm cũng được. Đó, thấy không? Nó sẽ nhảy ra cho mình. Nó nhảy ra cho mình, đó. Thấy không? Nó sẽ nhảy ra cho mình xuống tuốt ở dưới cái này là cái gao bạc liền. Thấy chưa? Cỡ nào cũng ra. Thì nó cho mình những cái thông số về cự ly khác nhau nè. Không? Nếu hôm nay mà nó này thì nó lấy luôn một lần 3 cái này 2 ly 4. Mà nó khác 2 ly 4 thì sao? 4 ly 8 thì sao? Thì cái mã nó giống nhau nè, thấy chưa? Người ta cho thấy chưa? 787NT. Như vậy người ta quy định như vậy, còn nó giống nhau người ta sọc sọc thấy cho mình là có nghĩa là nó giống nhau đó. Nên thành là mình làm sơ cho các bạn thấy, sau này các bạn dựa trên cơ sở này mà các bạn lấy hàng về, mã số 7 là cái sợi dây Kuroa, mình xuống này cho coi mã số 7 sợi dây Kuroa đúng không, bell, Jimmy bell.
nên thành đó là nó có mã số hết, nên thành là mình mua hàng nó dễ hơn. Thì do trong quá trình mình có bán đồ nên thành là mình rành. Mình download hết tất cả mặt bút về mình nhập hàng. Nếu không có mã số mình không nhập hàng được, bởi vì mình đặt hàng từ nhà máy sản xuất linh kiện, máy may, máy dệt, máy thiêu và máy CNC, bất kể máy nào nó cũng có một cuốn như thế này, kể cả xe hơi cũng giống nhau như vậy luôn. Đó nên thành cái cách làm của mình là như vậy, để làm chi? Để mọi người đều biết mà cách mà để lấy cái cuốn bật bút về. Cái thứ hai, cái cuốn hướng dẫn sử dụng về Đó, đây là cuốn hướng dẫn sử dụng này, ta chỉ thấy cho mình ở đây này. Đừng có đọc tiếng Hoa, thường thì hầu hết người Nhật người ta cũng làm như vậy, người ta ghi hai ngôn ngữ, có những cuốn người ta ghi tới 4 năm ngôn ngữ luôn ha, người ta ghi tới 4 năm ngôn ngữ luôn. Thì mình nè, giống cuốn máy thuộc phi đầu tròn này, M E B 3 2 này, tiếng Anh này, tiếng Đức nè, tiếng Pháp nè, tiếng Tây Ban Nha nè, tiếng Ý nè, không? Đó nên thành là mình làm như vậy để cho mọi người cùng đọc hiểu hết. Và tiếng Anh đó, nó dễ hơn nhiều khi cái tiếng Việt mình dịch ra ngôn ngữ kỹ thuật quả thật là rất là khó dịch. Cái này nó có hết cái hướng dẫn cho mình, hết lỗ bao nhiêu có hết luôn. Thì bây giờ mình muốn biết được cái euro của nó thì mình gõ vô chỗ chỗ này, mình gõ chữ euro. Đây, Euro-League. Thấy không? Dưới này nó sẽ cho mình thấy tất cả các loại lỗi. Đó. Các bạn ha, nó cho mình thấy tất cả các loại lỗi để mình biết đường mà mình làm. Có hết. Đọc hết mấy cái bản lỗi này nó sẽ chỉ cho mình, người ta hướng dẫn hết trong này. Nếu bạn nào mà vẫn không có thì sau khi mà mình share cái bài này lên trên Facebook, các bạn thấy được cái bài này của mình thì các bạn hãy bấm inbox cho mình. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái kênh của mình. Xin mọi người hãy bấm vào cái nút đăng ký bên dưới video này, hay người ta gọi là cái tiếng Anh người ta gọi là cái nút subscribe để ủng hộ kênh của mình ha. Mình sẽ làm nhiều video khác hướng dẫn cho mọi người cùng xem và cùng nghe. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp mọi người lại video tiếp theo.